Anh ấy là một công tử cao giáo nhiều tiền, nhưng sau đó lại bị thợ cắt tóc cắt cho quả đầu đinh. Anh tức nhưng không dám nói. Bởi vì ở đây là trường cảnh sát, chẳng ai để tâm anh là ai. Sau đó bọn họ đến nhà ăn lấy thức ăn, nhưng chỉ được cho có hai cục xúc xích nhỏ, làm sao công tử này ăn được đây. Anh muốn được cho thêm hai cục nữa nhưng lại bị nhân viên đó từ chối. Ki-jun vô cùng tức giận. Nhưng may mà có một thiếu gia khác không thích ăn xúc xích, Ki-jun bèn không khách khí mà bỏ vào miệng luôn. Nhưng anh không ngờ rằng chính vì hai miếng xúc xích đó khiến anh xém chút nữa bị đuổi khỏi trường. Hôm đó, trường cảnh sát tổ chức buổi kiểm tra cuối cùng. Trong vòng một tiếng có thể trở về từ trên đỉnh núi thì sẽ chính thức được nhận vào trường. Thế nhưng trên đường trở về thì đã có biến cố xảy ra. Ki-jun không cẩn thận bị thương ở chân. Cậu đang cầu cứu đồng đội, nhưng lại chẳng có ai đồng ý giúp cậu vì sợ không về kịp. Ki-jun nhìn thấy Ki-jun đi qua đã tóm chặt lấy anh ấy. Dù gì thì cậu cũng ăn xúc xích của tôi rồi, không giúp là vong ơn bội nghĩa. Ki-jun vô cùng khó xử, thế nhưng cuối cùng cũng cõng cậu bạn lên. Và không bất ngờ khi cả hai đều về đích quá thời gian yêu cầu. Vào lúc hai người chuẩn bị bị đuổi ra khỏi trường học, thì huấn luyện viên lại đưa ra một quyết định bất ngờ. Cô hỏi có bao nhiêu người nhìn thấy có đồng đội bị thương và vác xuống núi. Lúc này tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay. Huấn luyện viên nhìn thấy cảnh này vô cùng sôi máu, cô lập tức chửi cho họ một trận. Cảnh sát là người đầu tiên lao vào nguy hiểm khi thấy người gặp nạn, nhưng các cậu nhìn thấy đồng đội bị thương thì lại không thèm để tâm, thì còn tư cách nào mà làm cảnh sát chứ? Thế nên cả đội bị phạt chạy thêm một lần nữa. Ki-jun và Ki-jun sau khi được thông qua buổi kiểm tra thì cười khoái chí, bọn họ đã trở thành sinh viên trường cảnh sát giống như mong muốn. Vào Giáng sinh hôm đó, hai người tới quán net để xả sở chết, nhưng vừa đi về thì bị một cô gái thu hút. Bọn họ quyết định cược một vố, nếu như cô gái này quay đầu lại thì bọn họ sẽ tới xin số. May mắn thay cô gái này thực sự quay đầu lại. Vào lúc hai người đang bất ngờ và tính oản tù xì xem ai sẽ là người đi xin số, thì một người đàn ông đập cây gậy vào đầu cô gái khiến cô ngất đi. Sau đó hắn ta nhanh chóng lôi cô lên trên xe. Còn hai sinh viên trường cảnh sát đang ở ngay phía sau lại đang chơi trò kéo búa bao trong vui vẻ. Đến khi mấy tên kia đưa cô gái đi mới nhận ra có chuyện. Nhưng làm sao họ đuổi kịp một chiếc ô tô được chứ? Thế nên họ lập tức đi báo cảnh sát. Nhưng chẳng có ai trong sở cảnh sát để ý đến họ cả, bởi vì cháu trai của một nhà tài phiệt đang mất tích. Sở trưởng không những tự mình đi giải quyết, mà thậm chí còn điều cả sở cảnh sát đi xử lý vụ này. Nên vụ án cô gái bị bắt cóc đành phải để sau. Nhìn thấy đoàn xe đi sồng sộc ra cổng, hai người đứng hình luôn. Chẳng phải thế sẽ khiến cô gái kia chờ chết sao? Hai người không thể thấy chết không cứu, bởi vì thầy giáo đã từng dạy 80% những tên bắt cóc sẽ giết con tin trong vòng 7 tiếng. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ lập tức trở lại hiện trường vụ án và tìm thấy cái bánh của cô gái đó làm rơi. Sờ vào cái bánh thì thấy nó vẫn còn nóng, bọn họ liền đi khắp một lượt các tiệm bánh ở bên đường. Cuối cùng đã tìm thấy cái loại bánh cô gái đã mua ở chỗ một bà cô. May mắn thay họ còn nghe ngóng được nơi làm việc của cô gái đó. Nhưng khi bọn họ đi tới cửa thì phát hiện ra rằng đây là một tiệm massage trái phép. Nếu như bị trường học phát hiện tới đây thì bị đuổi học là cái chắc. Thế nên Ki-jun đứng ở ngoài cửa, còn Ki-jun thì đi vào để nghe ngóng thông tin. Nhưng một người chưa có mảnh tình vắt vai như Ki-jun sao qua được cửa ải này. Trong thoáng chốc, mục đích đến đây đã bị quên luôn. Còn Ki-jun ngoài này thì đang run bần bật vì lạnh. Lúc này anh bị một bát mì thơm nước mũi làm cho thòm thèm. Nhưng làm sao anh ấy lại bỏ mặc đồng đội của mình được, kể cả có thêm cả một cái xúc xích. Nhưng mà trời lạnh thế này, một bát mì nóng hổi cũng đủ để mê hoặc một cậu thiếu gia nhà giàu. Ki-jun chạy tới ăn bát mì trong vui sướng. Nhưng vào lúc anh đang tận hưởng cái xúc xích thì một chiếc xe cảnh sát đi qua trước mặt anh. Và mục tiêu của chiếc xe chính là tiệm massage kia. Ki-jun hoảng hốt, trong lúc cấp bách anh đã trêu cảnh sát. Cảnh sát sao chịu đựng nổi, lập tức quay lại đuổi theo anh. Vì để kéo dài được nhiều thời gian hơn, Ki-jun đã cố gắng chạy vòng vòng qua từng con ngõ. May mà lúc này Ki-jun đã lấy được địa chỉ của cô gái kia. Nhưng khi hai người tới nhà trọ của cô gái đó thì lại có một gã đàn ông vô cùng khả nghi, và phía sau lưng hắn lại đang cầm một con dao nhỏ. Nhưng sức chiến đấu của tên nhõi này quá yếu, hắn nhanh chóng bị khống chế. Cả hai đọc được đoạn tin nhắn của hắn và biết được rằng tên này đã bán cô gái đó với giá 1 triệu won. Cả hai vội vàng gọi xe tới sào huyệt của bọn bắt cóc. Trong khi đó, cô gái kia đang bị đám bắt cóc vạch bụng để tiêm thuốc tách trứng. Sau một tiếng hét, cô gái được chỉnh sửa thông tin thành một nữ sinh xuất sắc, tướng mạo xinh đẹp. Sau đó được đưa tới một bệnh viện tư bất nhân. Ở đó, có một tay bác sĩ tàn độc đang tranh thủ ngày bệnh viện nghỉ để bán trứng. Hắn khen nguồn gen của cô gái này là cực phẩm. Và như vậy, giá trứng mua chỉ có vài ngàn won đã được bán ra với giá cả 100.000 won. Còn cô gái bị cướp trứng kia thì lại bị nhốt ở trong một căn phòng sập sệ. Nếu không nghe lời sẽ bị đánh đập dã man. Lúc này tên tội phạm vạch bụng cô gái ra. Bụng cô gái lúc này đã bị khâu chẳng chịt lại. Bình thường một tháng con gái chỉ dụng một số trứng nhất định, nhưng một lần tiêm thuốc xong, số trứng dụng có thể gấp 20 lần. Cô gái bên này vì vết thương bị nhiễm trùng nên đã mất đi khả năng sinh trứng. Thế nên cô bé đã bị đưa tới một địa điểm giao dịch còn đáng sợ hơn. Và còn 20 người nữa cũng gặp cảnh tương tự như cô. Bởi vì bọn họ đều bỏ nhà đi nên không có người báo án, khiến vụ án không thể được điều tra. Đám buôn lậu vịn vào điểm này để tác oai ngoài vòng pháp luật. Nhưng làm việc xấu chắc chắn vẫn sẽ có lúc bị phát hiện. Hai sinh viên đại học cảnh sát nhìn thấy cô gái bị bắt cóc đã nhanh chóng theo manh mối đi tới xào huyệt của chúng. Nhưng sao hai người có thể đánh được một đám cướp đông như vậy? Thôi toang rồi. Cả hai còn chưa cứu được cô gái kia thì đã bị lột đồ treo lên.
May mà sức của Ki-jun là rất tốt. Anh lộn ngược lại và đã thoát được. Nhưng vào lúc hai người bỏ trốn, thì đồng hồ báo thức đánh thức đám buôn lậu. Hai người chạy như điên ra bên ngoài. Vào lúc chúng chuẩn bị đuổi kịp họ, thì cả hai nhìn thấy một cái đồn cảnh sát gần đó. Cả hai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám buôn lậu không dám đuổi theo nữa, mà chỉ còn biết quay trở lại Sào huyện. Hai người vội vàng vào sở cảnh sát báo án. Nhưng cảnh sát trực ban lại bảo họ xuất trình giấy tờ và bằng chứng cần thiết. Ki-jun tức giận lao tới cãi nhau với cảnh sát. Thế nên cả hai đã bị súng điện bắn ngất đi. Cho tới hôm sau, giáo sư của trường học ra mặt và bảo lãnh hai người ra. Nhưng sau một đêm, cái Sào huyệt tối qua giờ đã không còn một ai. Trên mặt đất chỉ còn vết máy và một số lọ thuốc. Điều này khiến cả hai vô cùng thất vọng. Nhưng điều khiến cả hai thất vọng hơn, đó là giáo sư lại bảo rằng cảnh sát nhanh nhất phải 2 tuần nữa mới điều tra. Bởi vì cảnh sát không phải chỉ điều tra có một vụ án, còn những tên buôn lậu này lại cực kỳ xảo quyệt. Chúng đều dùng xe biển giả. Việc tìm được tung tích của chúng cũng rất khó khăn. Giáo sư cảnh cáo cả hai không được quan tâm tới vụ án này nữa và yêu cầu họ lập tức quay trở lại trường học. Ông không phải là do quá cứng nhắc, mà là vì ông sợ cả hai sẽ gây chuyện rắc rối và có nguy cơ mất cả mạng. Nhưng cả hai vẫn không bỏ cuộc. Bọn họ ngày nào cũng luyện tập thể lực và các kỹ thuật chiến đấu để chuẩn bị cho lần chạm trán tiếp theo với lũ buôn lậu. Trong khi đó, bọn họ nghe nói huấn luyện viên cũ hiện tại đang làm ở trung tâm theo dõi camera và nhờ cô điều tra về hướng đi của chiếc xe. Huấn luyện viên cũng rất nhiệt tình. Cô thức xuyên đêm để kiểm tra tung tích của chiếc xe đó. Cô phát hiện ra cái xe đó mỗi một cuối tuần đều sẽ đi ra ở một bệnh viện hiếm muộn tư nhân. Kiểm tra bệnh viện ấy, quả nhiên nó có câu kết với tội phạm. Bọn họ thấy rằng mai là thứ bảy, họ lập tức mai phục để chờ bọn buôn lậu. Quả nhiên chiếc xe đó đã đi xuống hầm của bệnh viện. Cả hai trang bị vũ trang và thêm một lần tới trước mặt chúng. May mà chỉ có 3 tên, nhưng cả hai vui mừng hơi sớm rồi. Trong xe còn cả một đám buôn lậu đang ngồi nữa. Có chút sợ hãi, nhưng vì cứu người bọn họ chỉ còn cách lao lên. Quả nhiên luyện tập gian khổ không hề phí công. Trước mấy chục tên buôn lậu mà cả hai vẫn chống chọi được. Cuối cùng, tay của Ki-jun bị gãy. Nhưng may mà họ đã thắng. Sau đó bọn họ đi vào phòng phẫu thuật. Nhưng hai người còn chưa ra khỏi thang máy thì bị tên trùng ấn xuống đất đấm cho một trận. Hắn ta rất mạnh, cả hai chỉ còn cách một người thu hút sự chú ý, một người thì đánh trộm. Ki-jun nhắm chuẩn thời cơ và ra đòn khiến tên trùng ngất đi. Sau đó lập tức còng tay hắn ta lại. Đám buôn người bị hạ gục. Bọn họ thuận lợi cứu được tất cả những cô gái đáng thương. Lúc này cảnh sát mới lái xe tới. Cả hai cứ tưởng rằng sẽ được biểu dương khen thưởng, nhưng không ngờ lại có ông lãnh đạo muốn đuổi họ. Bởi vì học sinh vẫn chưa có đủ năng lực. Nếu như những học sinh khác lại bắt trước, không những không cứu được người mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng có người nó vẫn nên biểu dương. Lãnh đạo hai bên tranh cãi một hồi. Cuối cùng, giáo sư đã nói đỡ giúp họ. Ông nói rằng, cảnh sát là người cần phải xông ra đầu tiên khi người dân gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như vì sợ bị trừng phạt thì đó lại là không quan tâm tới nhân dân. Như thế mới xứng đáng bị khai trừ. Chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ thấy đám tội phạm đó sẽ còn ngông cuồng hơn. Nhưng vẫn phải có hình phạt, đó là đi lao động công ích 500 tiếng và hoàn thành trong vòng 1 năm. Cuối cùng giáo sư trịnh trọng chào họ để biểu dương cả hai. Cả hai cũng vui mừng chào lại. Theo dõi kênh để nhận thêm thật nhiều video nhé các bạn yêu. Chúc các bạn có một ngày thật may mắn nhé.